Nam kiếm quân tôi thần tư hiếu trung, ơn sâu tròn đạo phụ tứ, trăm năm lòng son nghĩa một đời. Phù sướng phù tùy, xưa nay sang em trong muôn kiếm, nhưng mây phù vân thoáng qua, nhưng sinh lệ nghĩa chi tín, cho nên vội quên lẽ ngũ thường. Chuyện nay tính xưa, trái lưng lên thời một gia chúng yêu làm đầu, gái lớn lên thời chữ tiên thánh là câu trao mình, đệ huynh trao nặng lời danh, tứ tôn chớ vong tình băng, nghĩa phụ thế thuần tình kéo xa, thế thái nhân tình đời người như gió như mây, lẽ sau mơ đời đừng vì xem trăng quên đèn, nhục vinh xương khô buồn vui bởi do đứng dạ. Công chúa Thủy Tề nói các ngươi á phải mua bùa của ta đốt thành tro rồi thả xuống sông như vậy để chứng tỏ lòng thành, hiểu chưa? Thả tro bùa xuống sông thì làm cho cá hết chết đúng không? Nè, cái thằng Út Trọn này, mày ở đâu vô đây mà mày ăn nói bậy bạ vậy hả Út Trọn? Không sợ công chúa Thủy Tề nó giận hay sao? Nè mọi người, đuổi nó đi đi, đuổi nó đi đi, đuổi nó đi, đuổi nó đi đi, đuổi nó đi. Mọi người đừng có nghe. Mọi người có biết không? Sáng nay cá chết nổi lên bên trên mặt sông kìa. Còn con vịt này nữa, do ăn cá chết. Còn nữa, chứng tỏ dòng sông đã bị nhiễm độc. Nè nè, mọi người đừng tin nó. Tôi biết thằng Út Trọn này quá mà. Chẳng qua nó thèm ăn tiết canh vịt, cho nên nó nói giả bộ đổ thừa cho tôi thôi. Nhìn kìa, con vịt nó còn xòe cánh, nó còn sống chứ có chết đâu. Không tin hả? Nè, coi đi. Đó, vô nó ăn cá. Không phải, tại mày quăng mạnh quá cho nên nó mới chết chứ bộ à. Bà đừng có trả treo, mọi người nhìn kỹ đi, con vịt chết lâu chưa? Ai mà ác quá vậy? Mà sao lại hại dân chứ? Lỡ mà ăn vô rồi uống nước đó rồi chết sao? Làm vậy chắc chắn là giết người rồi. Mọi người tâm, tôi đã thông báo với dân làng không được sử dụng nước sông nữa. Còn bây giờ muốn biết thủ phạm là ai thì hỏi bà Bắc sẽ rõ. Ủa gì vậy? Sao tự nhiên lại hỏi tôi? Ủa sao mọi người lại nhìn tôi? Tôi có biết gì đâu nè. Cái gì liên quan tới tao chứ? À đúng rồi, bà nói là công chúa Thủy Tề nổi giận kêu mua bùa của bà. Rồi giờ cái vụ cá chết là hỏi tại ai? Đúng rồi. Ai biết? Là bả đó. Là bả phải không? Là bả chứ không ai hết. Coi, nói tầm bậy tầm bạ, tôi không có làm mấy chuyện xấu đó đâu. Nè, mọi người đừng có nghe cái thằng Út Trọn này nó nói. Còn mày nữa Út Trọn, tao biết rồi. Có phải mày thù ghét tao là tại vì tao không cho mày qua lại con gái tao, cho nên mày đem lòng thù hận vu khống tôi? Tôi không bao giờ làm chuyện bậy bạ gì vậy hết. Bây giờ mấy người không tin tôi chứ gì? Thôi được rồi, nếu không tin tôi xin thề. Đừng có thề mà má. Mày để tao thề người ta mới tin chứ. Tôi nè, tôi thề có thần linh trong miếu. Nếu tôi làm điều đó thì trời chôn đất diệt tôi đi. Vậy là thật rồi ha. Chắc không có đâu. Thề độc gì vậy? Chắc bà không làm đâu. Mua thần có thắng như bác, thề độc có ý nghĩa gì nữa? Mọi người ơi, bấy lâu tôi im lặng để cho bà tác quai tác quái lừa gạt mọi người là tôi thấy tội lỗi lắm rồi. Hôm nay là đến chuyện đầu độc cả dòng sông, coi tính mạng dân làng không ra gì nữa. Hôm nay tôi không thể nào để tội ác lộng hành được nữa. Mày á hả? Mày dễ sợ quá, đúng là lòng dạ tiểu nhân mà. Cũng may là tôi cấm cản, chứ nếu không con gái tôi hả mà lấy nhầm thằng chồng này là khổ cả cuộc đời rồi. Rồi sao? Mày ăn không được mày phá cho hôi phải không? Bây giờ bác đừng có nói trớ nữa. Bác hãy giải thích cái chuyện mà thạch tính ở dòng sông đi. Trời đất ơi, tôi đã nói rồi, tôi không có lạ, tôi không biết gì hết á. Còn mày cứ đổi thừa cho tao á, mày có bằng chứng gì không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Muốn nói gì thì có bằng chứng chứ. Đó, đúng rồi. Út Trọn, nói phải có bằng chứng chứ. Ai làm chứng?
Đúng rồi. Rồi, ai làm chứng? Có bằng chứng không? Nói đi. Có ai làm chứng không? Tôi có. Đâu? Tối hôm qua tôi đã chạy theo bóng đen đó. Bóng đen vào nhà của bé Tư. Rồi tôi gặp bé Tư. Bé Tư, em nói đi, em nói cho mọi người biết đi. Tối hôm qua em có năn nỉ anh là bỏ qua chuyện này cho má em đúng không? Hả? Nè bé Tư, con là ai? Con là con của má nha. Bây giờ con nói hết tất cả mọi người nghe đi. Có phải là má cấm con quen với thằng Út Trọn này, rồi bây giờ thù ghét má, cho nên nó ghép tội ác cho má, chứ má không làm việc đó, đúng không? Con là con của má, con nói lời công bằng đi. Đúng rồi, bé Tư à. Em phải nói sự thật đi bé Tư. Nói cho mọi người biết đi bé Tư. Người gian dối. Đúng rồi. Nói đi bé Tư. Bé Tư. Con là con của má, con nói đi. Bé Tư à. Nói lẹ lên đi. Nói đi bé Tư. Anh Út, anh đừng có nói nữa. Đó, thấy chưa, thấy chưa? Mọi người thấy chưa? Con gái tôi biểu nó êm đi, tức là nó nói bậy, nó vu khống cho tôi, mọi người thấy chưa? Đúng rồi. Bé Tư. Má. Má ơi, bao nhiêu đó đủ rồi. Má đợi khi nào có án mạng xảy ra má mới chịu dừng tay hay sao? Công chúa Thủy Tề, công chúa Thủy Tề nói gì vậy? Không có công chúa Thủy Tề gì hết. Con là bé Tư, con là bé Tư. Tôi xin thú nhận mọi tội lỗi giùm má tôi. Bé Tư. Hả? Công chúa Thủy Tề hay là mày, mày Dương Mẫu nương nương gì đó? Không có, là tôi làm. Bé Tư. Là tôi làm hết đó. Tôi làm mấy cái trò bịch bợm này để lừa mọi người. Mọi người tha lỗi cho má con tôi. Tha lỗi cho má con tôi nha. Giang xin cái gì rồi chứ? Mau lấy hết rồi, mau đi. Mày về đây làm cái gì nữa hả? Mày vác xác về đây làm cái gì nữa? Nè, coi như là tao từ mày nghe chưa? Tao không có đứa con như mày nghe chưa? Tao cấm mày bén mãi về nhà này ha. Mai mốt mà tao có chết, mày đừng có về đây mày để tay cho tao nghe chưa? Má. Đừng có gọi tao là má. Tao không có đứa con như mày. Trời ơi trời, chắc kiếp trước tao ở ác lắm nè, cho nên kiếp này tao gặp quả báo đây nè. Mày á không phải là con tao, mày là quỷ sứ ở trển phương hại tao đi nè. Má, con không có hại má, con đang giúp má đó. Nếu như mà má không ngừng tay, có người chết thì sẽ lớn chuyện lắm đó má. Cái gì? Cái gì mà lớn chuyện hả? Có chết là cũng cái chết thôi. Chứ má không thấy con dịch ăn vô chết tươi hay sao? Tại tao bỏ quá tay. Tao chỉ hù dọa thôi, chứ tao không có muốn giết người. Má ơi, như vậy má sẽ mang tội sát nhân đó má biết không? Má có mệnh hệ gì con biết sống sao đây má? Thôi, mày đi đi, mày đừng có thèm lo cho tao. Tao có chết cũng mặc tao ha. Bây giờ tao có sống, tao có chết cũng mặc tao. Mày không cần phải lo cho tao. Mày biến đi, mày biến ra khỏi mắt tao liền, mày biến đi. Con đi. Tao nói nha, không chàng trời với mặt tao nghe chưa? Con không đi đâu. Ba có đánh chết con cũng không đi. Mày buông ra. Con sẽ tìm việc làm để phụng dưỡng má. Má ơi, đừng có làm chuyện thất đức nữa mà má. Buông ra không? Mày không đi phải không? Con xin má. Mày không đi tao giác da tao chém chết mày nghe chưa? Con không đi. Mày không tin tao chém mày hả? Tao chém thiệt à. Mày buông ra, tao giấy ra da tao chém mày nè. Hả? Hả mày hả? Hả? Má ơi. Má nghe con nói là má không đi phải không? Tao lấy da tao đi, chém đi, mày đi, nè. Chạy đi trời ơi. Hả? Chạy lại đi. Mày không chạy đi hả? Đi. Lại đi anh. Mày đi luôn đi. Trời ơi là trời. Nói vậy mà cũng bỏ đi cho được à. Số tôi rồi mà khổ gì không biết nữa à. Tôi nói vậy thôi chứ tôi nở lòng nào tôi chém con tôi đâu mà nó bỏ đi vậy. Trời ơi là trời. Sao mà số tôi nó khổ quá vậy nè. Trời ơi là trời. Mày đi biệt luôn đi. Mày đừng có bớt chân mày về nữa nghe chưa. Mày đi đi. Mày đừng có về nữa. Buông ra. Buông ra. Anh kéo em chi vậy? Để má giết chết em luôn đi. Bé Tư à, má em đang giận thì em né đi. Em mà đứng đó chịu trận thì cũng đâu có tốt đâu. Xuống đây nè. Xuống đây ngồi nghỉ chút đi. Bình tĩnh lại. Rồi từ từ nó phải trái với má.
Ngồi xuống đi. Ngồi xuống. Má từ em luôn rồi. Má từ em luôn rồi. Không có đâu. Má giận má nói vậy thôi. Chứ má nào mà từ con. Nhưng mà em làm như vậy cũng đâu phải bất hiếu đâu, đúng không? Từ từ má bình tĩnh lại á, má sẽ đi tìm em ha. Anh có chắc là má hết giận em không? Chắc chứ. Nếu một ngày không hết giận nè thì hai ngày, một tháng, một năm ha. Lúc đó má nhớ em quá, má đi tìm em thôi ha. Rồi má không kêu em về, má giận em luôn rồi sao? Thì anh sẽ đến, anh gặp má anh nói. Thôi anh đừng có tới, má càng giận hơn á. Bây giờ má không cho vô nhà, biết đi đâu đây? Thì đi về nhà anh. Không có được đâu, em về nhà anh người ta dị nghị em chết luôn á. Có gì đâu mà dị nghị. Mình trong sáng mà mình sợ cái gì? Vậy em chỉ ở tạm thôi, chừng nào má kêu á thì em đi về. Tạm thôi. Nhưng lỡ má không kêu luôn thì sao đây? Thì em cứ ở nhà anh luôn. Nhưng mà em chỉ ở tạm thôi nha. Ở tạm. Hết buồn chưa? Chưa. Khóc xấu gần chết vậy đó. Có ai khóc mà đẹp đâu. Anh biết rồi. Em khóc á, em làm anh khóc theo luôn bây giờ. Vậy không khóc nữa đâu. Không khóc nữa. Bé Tư. Dạ. Nhưng mà hôm nay công nhận anh khen em nha. Em rất là dũng cảm. Em nói lên sự thật. Như vậy sẽ không hổ thẹn với Lương Tâm. Dũng cảm lắm. Bây giờ bị đuổi ra khỏi nhà luôn rồi đó. Nói bậy. Không nói chuyện đó nữa. Bé Từ. Nhìn kìa. Đó. Em coi thử bầu trời. Sao nào của em, sao nào của anh. Sao của em kìa. Của anh á là kế bên của em. Sao của em sáng hơn sao của anh nha. Không phải sáng hơn, mà tại vì sao của anh gần sao của em, nên sao của anh bị lu mờ. Đi ghét quá. Mới có 10 tuổi á mà biết lấy lòng con gái rồi. Sao đẹp quá à. Bé Tư thấy sao của anh và em không? Ủa, có sao của anh với em luôn hả? Có chứ, mọi người sinh ra đều có một sao tượng trưng mà. Sao anh kìa, còn đó là sao của em kìa. Sao anh biết? Sao mình ở kế bên nhau mà. Tặng em nè. Anh nè, sao của em sáng hơn sao của anh luôn. Tại vì sao của anh nằm kế bên sao của em, nên sao của anh bị lu mờ. Sau này lớn lên anh sẽ kiếm thật nhiều tiền. Chi vậy? Để cất một căn nhà thật rộng, rước má con em về ở chung. Có 3 người ở thôi mà anh cất chi mà rộng dữ thần nhở. Ở rộng cho thoải mái. Bé Tư. Sau này em có muốn cưới anh không? Hỏi gì kỳ quá. Vậy thì trả lời đi. Em không biết đâu. Nhưng mà hả, em muốn sau này vui buồn gì cũng có anh Út. Em không muốn rời xa anh nữa đâu. Bây giờ nè, gần xịt rồi nè. Có xa nữa đâu. Chọc người ta hoài à. Thấy ghét quá. Ghét quá. Bé Tư. Rồi một ngày nào đó anh chết thì sao? Trời đất ơi, nói tầm bậy tầm bạ không à. Phun nước miếng ra nói lại đi. Phun nước miếng ra.
Anh nói rủi thôi mà. Không có được nói như vậy. Em không có cho anh chết đâu. À thì à, thì đó, đâu có ai nói trước được gì đâu. Anh không được chết vì anh phải sống. Anh phải sống để bảo vệ bé Tư chứ. Biết rồi. Nhưng tại tự nhiên anh nghĩ ngược vậy đó. Chứ anh sống dài lắm rồi nha. Anh không có chết yểu đâu. Anh sống tới 100 tuổi để bảo vệ bé Tư. Anh thề đi. Anh thề, anh thề, anh thề. Anh Út dễ thương. Ôm chặt quá làm sao mà thở được. Ôm em cho chết luôn. Em mà chết đó là anh ở với ai? Ừ ha. Em cũng ôm anh chết luôn. Chết cùng chết, sống cùng sống. Ê, giọt, 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 giọt. Mệt quá à. Thôi, sương xuống rồi em đi về đây. Thôi em về đâu? Em đi về nhà. Trời ơi, má đâu có cho em về. Em quên á. Về nhà anh. Nhưng mà em về ở tạm thôi. Anh biết rồi, ở tạm thôi đi. Má kêu là em về á. Đứng im. Hai tụi bay có tiền bạc gì không? Đi đây. Tôi không có tiền gì hết á. Không có tiền, không có tiền. Trong tay nãy có cái gì? Đi đây. Không được, dạ không được. Tay nãy không có gì hết rồi đây. Em lại anh. Chạy đi bé Tư. Chạy đi. Chạy đi. Chạy đi. Đưa tay nãy cho tao. Mày giữ mặt với tao hả? Mà tay nãy không có gì hết á. Không có gì không? Anh Út. Anh Út. Anh Út ơi. Bà con ơi, có ai không? Cứu anh Út đi bà con ơi. Anh Út. Có chuyện gì vậy? Anh Út bị rớt xuống sông. Trời ơi, sao vậy? Mất tiêu luôn rồi. Tại sao lại như vậy? Cứu anh đi. Tình cứu. Bà con ơi. Bà con ơi. Cứu người. Anh Út. Kiểm kỹ nha ông. Út ơi, tìm anh Út đi. Út ơi, cứu anh Út đi mà. Bình tĩnh, để tôi kiếm cho. Cô ngồi đây nha. Để tụi tôi đi kiếm cho. Trời ơi, đây nha ông. Rồi, đừng đi ông không. Anh Út giùm em. Anh đi kiếm anh Út giùm em. Kiếm đi trời ơi. Kiếm kỹ nha ông. Anh Út. Út ơi. Anh Út ơi. Ông ơi, trời ơi. Bé Tư, anh ở đây nè. Anh ở đây nè bé Tư. Anh ở đây nè, đây nè. Sao em không nghe anh hả bé Tư? Bé Tư, trời ơi. Cô ấy không nghe anh nói đâu. Bộ ông là ai? Mà sao ông biết cổ không nghe tôi gọi? Thì cổ không có thấy anh. Kêu khàn cổ cũng mất công thôi. Cái gì? Mà ông là ai vậy? Tôi đâu có quen ông. Ông ở lần khác tới đúng không? Tôi ở dưới lên. Dưới nào? Dưới âm ty á. Ta là quỷ sai lên trần gian để bắt hồn người chết. Vậy người chết đâu ông không đi bắt? Ông ở đây làm chi? Quỷ sai mà cũng hiếu kỳ chuyện trần gian nữa ha. Người chết ở đây nè, đi đâu nữa? Hả? Đâu? Người chết đâu? Ai chết? Anh á, anh là người chết á. Tôi chết hả? Ừ. Vợ không vui. Vợ không có vui. Tôi sống nhăn găng nè, tôi mới bị té xuống, tôi lên đây còn ướt nhẹp nè, chết đâu? Không chết sao thấy được mặt tôi? Không chết sao từ dưới lên, không chết sao thấy? Thôi tôi không có tin đâu, tôi còn sống nè. Bây giờ tôi dẫn bé Tư tôi về nè. Bé Tư về, bé Tư ơi. Trời ơi, tìm gì anh nè, về đi. Bé Tư ơi, đi về bé Tư ơi. Bé Tư. Bé Tư ơi. Bé tôi Tư. Nói anh chết rồi anh tin tôi không? Ở dưới sông chỉ là cái xác của anh, còn đây mới là cái hồn nè. Thôi đi đi. Không, tôi không thể nào chết được. Hãy theo ta về âm ty, gặp phán quan để luận tội. Không, tôi không thể chết được.
Tôi phải sống để tôi lo cho bé Tư. Bé Tư cần có tôi lắm ông biết không? Cô bị má cô đuổi khỏi nhà, tối nay cô không có nhà để ở. Không, tôi phải về nhà của bé Tư. Anh đây nè bé Tư ơi. Không có nghe đâu. Ai chết cũng nói câu này, không thể cũng sẽ trở thành có thể. Thôi, hết thời gian trên dương thế rồi, hãy mau theo ta về âm ti. Không, 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 tôi không thể theo ông. Tôi phải về với bé Tư. Bé Tư, bé Tư ơi. Bé Tư. Bé Tư. Bé Tư. Bé Tư. Bé Tư. Có má nè. Có má nè, đừng sợ. Bé Tư. Bé Tư. Má nè. Con tỉnh rồi hả? Con làm cho má sợ quá à. Ừ. Con. Anh Út đâu rồi má? Nè, nghe má nói nè, trong người còn mệt lắm, nghỉ ngơi cho khỏe đi con. Con phải đi tìm anh Út nè. Phải nói cho anh biết là con mới gặp ác mộng, con sợ lắm. Nghe má nói nè, thằng Út nó chết rồi. Mọi người vẫn đang tìm xác nó, nhưng có lẽ đêm qua nước chảy xiết quá cho nên trôi mất xác. Không phải đâu má ơi, ba không cho con quen với anh Út nên má mới nói như không vậy. Không phải, thằng Út nó chết thiệt rồi mà con. Không phải đâu. Nghỉ ngơi đi con. Con phải đi tìm anh Út. Anh Út ơi. Bé Tư. Bé Tư. Bé Tư. Bé Tư. Anh Út. Bé Tư ơi. Đứng lại đi con. Anh Út ơi. Nè. Bé Tư. Thằng Út nó chết thiệt rồi. Anh Út. Bé Tư. Anh Út ơi. Bé Tư. Anh Út ơi. Anh Út ơi. Bé Tư. Con ơi đừng mà. Đừng mà. Bé Tư. Bình tĩnh đi con. Anh Út con. Bé Tư bình tĩnh đi con. Bé Tư bình tĩnh lại đi con. Bé Tư. Anh Út. Má ơi. Anh Út ơi. Thôi mà bé Tư. Những người đó là ai? Chết rồi. Không phải là người đâu, mà là những linh hồn đang bị tra xét luận tội để đưa đến điện Diêm La phán tội, tùy theo tích phước hay tạo nghiệp khi còn ở dương thế mà sẽ bị phán và đưa đến tầng địa ngục thứ mấy để chịu nhục hình. Chỉ có tôi là trẻ nhất đó hả? Thì chắc là tại số của ngươi tận rồi. Tôi đâu có ở ác đâu, mà sao tôi chết sớm như vậy chứ? Tao lấy vợ tao chém mày nè. Lại đi trời ơi. Hả? Lại đi. Mày không trời, đi hả? Lại đi anh. Mày đi luôn đi. Chứ anh sống dài lắm rồi nha. Anh không có chết yểu đâu. Anh sống tới 100 tuổi để bảo vệ bé Tư. Anh về đi. Anh thề. Sao anh kìa? Còn đó là sao của em kìa. Sao anh biết? Sao mình ở kế bên nhau mà. Tặng em nè. Sao của em sáng hơn sao của anh luôn. Tại vì sao của anh nằm kế bên sao của em nên sao của anh bị lu mờ. Con thương ba điều trong môn kiếm, quân tôi thân tư hiếm. Ngươi có để ý thấy tình cướp không nhỏ? Cho ta xem nó sau đó. Trong năm lòng ta thả cướp nó đánh tôi té xong chứ bộ. Mà cũng tại ông. Gì? Ông không bắt lộn thì tôi đâu có như vậy. Má nghĩ lúc đó tại sao con không nói cho mọi người biết. Ấy, đâu có được. Như vậy á là mình lộ hết thiên cơ rồi. Ta họ Phạm. Mọi người ở đây thường gọi ta là Phạm Công Tử. Họ Phạm. Không lẽ là Dạ bẩm công tử. Dạ, dạ thưa công tử. Chuyện gì? Dạ, lão gia kêu công tử về nhà gấp ạ. Con có linh cảm thân thuộc với người này. Mặc dù con chỉ mới gặp lần đầu thôi, nhưng mà cảm thấy khó diễn tả lắm á. Con có nghĩ là cậu công tử này là thằng Út đầu thai không con? Con biết cho nặng lời dành, tứ tôn chớ vong tình vong, nghĩa phụ thế. Nàng tìm cái gì vậy? Không có gì. Thế thái nhân tình. Có lẽ tim bị ảo ảnh bởi miên rượu. Có phải nàng đang tìm dấu vết gì ở trên tay ta có đúng không? Nhục vinh xương khô buồn vui bởi do đứng nhân mà thôi.